Trong hơn 10 năm qua, thì hai hướng dẫn viên thực địa người Anh làm việc tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực đã thực hiện được ước mơ của mình là được làm việc tại nơi lạnh nhất hành tinh. Giờ đây họ quyết định sẽ tổ chức ngày trọng đại của cuộc đời theo cách đặc biệt. Và cuối tuần này thì họ sẽ trở thành cặp đôi đầu tiên tổ chức lễ cưới tại vùng lãnh thổ châu Nam Cực thuộc nước Anh. Tổ chức khảo sát Nam Cực của Anh cho biết lễ cưới của hai hướng dẫn viên thực địa là Sullivan và Dom Sylvester sẽ diễn ra khá đơn giản. Mọi người sẽ cùng ăn bữa sáng, uống rượu champagne và thưởng thức phần trình diễn của một ban nhạc. 20 khách mời tham dự lễ cưới là những đồng nghiệp của cô dâu chú rể làm việc tại trạm nghiên cứu khoa học biển và khí tượng học Rotara. Thời gian cụ thể diễn ra lễ cưới vẫn chưa được quyết định do còn tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Bam và Sylvester đã yêu nhau 11 năm và đính hôn được 3 năm. Bam cho biết các nữ đồng nghiệp cùng làm việc tại trạm nghiên cứu Rotterdam đã giúp cô hoàn thành một chiếc váy cưới với một phần váy được may từ vải của một chiếc lều màu cam.